Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Sáu Âm Thanh nhé. Ngày hôm nay em đang có một chuyến đi lắp đặt cho máy khách ở bên Hà Đông, một bộ karaoke dùng loa Lexo các bác nhé. Anh em vừa mới treo loa xong đây, loa Lexo PS10 bát 25 nhìn rất đẳng cấp đây. Thì anh đang sử dụng là Sub HK này. HK Audio Made in Germany bát 50. Đây, dù máy đây thì sẽ sử dụng một con mic Z9 Pro này, quản lý nguồn P12 Pro này, vang số DMX và con đẩy bồn kênh D4.25. Đây, con đẩy này thì công suất rất là khỏe các bác nhá. Đấy, dưới đây thì sẽ có một con cốt của Lexo. Nếu đi theo Lexo thì phải có cốt thì nó mới chất âm mới ok được các bác nhá. Đấy, như kiểu là ăn cơm phải có nước mắm ấy. Các bác nhìn này, đấy, rất là đẹp luôn. Thì anh đang có một bộ nghe nhạc, chuyên nghe nhạc này, Tannoy, loa Tannoy này, nhìn rất là chất. Đây, em vừa trao loa xong thì bây giờ em sẽ set up các bác cùng thưởng thức chất âm bộ dàn này các bác nhé. Tình yêu đó quay qua bao sương gió, những đêm mưa tiếng nhỏ người nhớ cuối mong cùng chờ ân tình đường hay khó chiều tan về chung phố những góc trời chiều đông.
một người điểm đầy vui, chia ly có gì vui. Trời mưa đất đá qua con đi, dù anh vào kỷ niệm theo cũng tròn cả một đêm. Trời đêm đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập đôi vẫn nhớ nhau luôn, biết nên em vẫn bỏ cô. Và từ đó những đêm trời mưa to, thấu chân người tiếng nhỏ, người đánh cao một đời, môi tình thời gian ấy. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.